Vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp đối thủ là U23 Philippines. Cả hai đội bóng này đều đã có những chiến thắng ấn tượng trong trận đấu ra quân và đều đã có những sự chuẩn bị trước thềm trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Cùng tới với những ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại Phú Thọ. Ở buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành nhiều thời gian để động viên tinh thần và thúc giục các học trò dành sự tập trung cao độ cho những trận đấu tiếp theo. Tin vui là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh không gặp phải chấn thương nghiêm trọng, còn tiền đạo Văn Tùng cũng đã trở lại tập luyện bình thường. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cho các cầu thủ ra sân với áo tập không có số để gây khó khăn cho các đối thủ. Lúc này toàn đội đang rất tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo để vươn lên ngôi đầu bảng A. Sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Indonesia, tiền đạo Tiến Linh nói rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ và đưa ra những bài tập phù hợp cho đội tuyển U23 Việt Nam. Lúc này toàn đội đang rất nỗ lực tập luyện để hướng đến trận đấu tiếp theo gặp U23 Philippines. Toàn đội cho thấy sự tập trung cao độ để hướng đến chiến thắng tiếp theo mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Trong khi đó, huấn luyện viên Norman Fejidero đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho các học trò ở buổi tập chiều qua. Đội tuyển U23 Philippines chỉ gặp một vấn đề nhỏ về lực lượng khi đội trưởng Stefan Strop vẫn còn đau sau trận đấu với U23 Timor-Leste. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại đều có được thể lực tốt và cho thấy tinh thần thoải mái. Chiến thắng 4-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Norman Fejidero thêm tự tin trước trận đấu với U23 Việt Nam. Trong trận đấu ra quân thì đội tuyển U23 Philippines đã giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước Timor-Leste. Một trận đấu cho thấy sự vượt trội của đội tuyển U23 Philippines. Và trong trận đấu này thì chúng ta cũng có thể nhận ra một số cái tên ấn tượng góp mặt trong đội hình của U23 Philippines. U23 Philippines có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, càn lướt tốt và kỹ thuật cũng không tồi. Đáng chú ý trong số đó phải kể đến dàn cầu thủ trưởng thành ở châu Âu như Strok, Dennis Chung, Oskari Kekkonen hay Oliver Bias. Hai trong số này là những người ghi bàn giúp U23 Philippines có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng 4-0 trước U23 Timor-Leste. Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của U23 Philippines lại nằm ở sự tự tin và quyết tâm cao tại SEA Games năm nay. Huấn luyện viên Norman Fegedero nhiều lần nhấn mạnh U23 Việt Nam và U23 Indonesia mạnh nhất bảng đấu, nhưng U23 Philippines sẵn sàng tạo ra bất ngờ. Chiến thắng 4-0 trước U23 Timor-Leste chắc chắn đã giúp U23 Philippines lại càng thêm tự tin để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Việt Nam. Kể từ khi thực hiện chiến dịch nhập tịch nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, thì bóng đá Philippines cũng đã có được những bước phát triển. Và cũng đã có khoảng thời gian thì bóng đá Philippines đứng đầu trên khu vực Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng ở những cấp độ trẻ hơn như U23 chẳng hạn, thì bóng đá Philippines lại chưa thể hiện được nhiều. Và kết quả trong quá khứ cũng đã phản ánh rõ điều này. U23 Việt Nam và U23 Philippines dường như ít cơ duyên gặp nhau tại SEA Games khi môn bóng đá nam tại đại hội bắt đầu sử dụng cầu thủ U23. Hơn 10 năm qua, hai đội gặp nhau hai lần vào các năm 2011 và 2017. Và cả hai lần, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng đậm. Đội tuyển U23 Việt Nam ghi được 7 bàn sau 2 trận đấu và chỉ một lần để đối phương cho khung lưới. Có thể thấy, nếu chỉ sử dụng cầu thủ trong nước, bóng đá Philippines khó lòng cạnh tranh với các đội bóng mạnh khác như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Ở Philippines, bóng rổ được ưa chuộng và đây cũng là môn thể thao quốc gia này thống trị ở khu vực. Trên thực tế, khi bắt đầu sử dụng cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Philippines đã từng thắng đội tuyển Việt Nam 2 lần tại AFF Cup 2010 và 2012. Nhưng ở độ tuổi U23, có lẽ một lần nữa, U23 Việt Nam sẽ lại khiến đối thủ thất vọng. Cũng có những chiến thắng ấn tượng trong ngày khai màn. U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ chạm trán với nhau ở lượt trận thứ hai bảng A. Hùng Dũng và các đồng đội liệu có tiếp tục thi đấu thăng hoa để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà? Câu trả lời sẽ có vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 5 trên kênh VTV6. Trước đó là phần bình luận trước trận, kính mời quý vị khán giả đón xem. Trong ngày hôm qua thì bảng B môn bóng đá nam của SEA Games 31 cũng chính thức được khởi tranh. Và ngay trong lượt trận đầu tiên thì hàng loạt những cú sốc lớn đã xuất hiện. Và một trong số đó là thất bại của ứng viên vô địch đội tuyển U23 Thái Lan. U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn và họ cũng là đội có được bàn mở tỷ số ở phút 33 nhờ công của Patrick Gustafsson.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Kennedy ở cuối hiệp 1. Phút 61, Ahmad Asri ghi bàn quân bình tỷ số. Và đúng vào phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ và thay người Binaza đã có pha dứt điểm đập chân Jaifet đi vào lưới, giúp U23 Malaysia có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U23 Thái Lan. Bất ngờ cũng xảy ra ở cặp đấu còn lại giữa U23 Singapore và U23 Lào. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng chính U23 Lào lại là những người chơi lấn lướt trong hiệp 1 và có được bàn thắng trước ngay ở phút 14. Họ thậm chí còn vượt lên dẫn trước 2-0 ở đầu hiệp 2. Và phải đến khi đó, U23 Singapore mới bừng tỉnh. Sự bùng lên mạnh mẽ của đội bóng áo đỏ được đền đáp bằng hai bàn gỡ liên tiếp chỉ trong ít phút cuối trận để ấn định tỷ số 2-2. Dù bị cầm hòa đáng tiếc, nhưng một điểm trước U23 Singapore vẫn là một kết quả rất đáng khích lệ với U23 Lào. Trong ngày hôm nay thì môn nhảy cầu sẽ xác định được những bộ huy chương đầu tiên của SEA Games 31. Thể thao Việt Nam cũng đang chờ đợi những tấm huy chương đầu tiên của mình. Và trước khi đến với những cuộc tranh tài thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu một chút về nét độc đáo của môn thể thao này. Cái khó nhất của môn nhảy cầu đó là từ những tấm ván cao 1m, 3m và 10m. Các vận động viên sẽ phải bật nhảy và chỉ trong vòng 2 giây trên không trung, vận động viên sẽ phải xoay vài vòng và phải tiếp nước một cách nhẹ nhàng nhất mới có thể đạt điểm cao. Ở nội dung đơn, các vận động viên nữ sẽ có 5 lần nhảy, nam 6 lần. Nội dung đôi cũng vậy. Mỗi lần nhảy sẽ là những động tác khác nhau. Cách tính điểm cũng dựa trên nhiều tiêu chí. Tính điểm thì dựa vào độ cao bật trên không, lộn với cả tiếp nước. Tiếp nước sẽ được nhiều điểm. Càng bật nhảy cao, vận động viên càng có nhiều thời gian để thể hiện màn biểu diễn của mình trước khi tiếp nước. Để chinh phục được 7 giám khảo, thì việc sau khi thực hiện những pha xoay lật rồi phải duỗi người ngay để tiếp nước với tốc độ 48 km/h là không hề dễ dàng. Phải từ cái bọn em đi đà, đi cầu, bật cầu mới là cái khó nhất. Nếu mà đi cầu tốt thì bọn em sẽ nhảy được. Và cái chính là nằm ở cơ bản nữa. Cơ bản thì bọn em phải tập từ nhỏ. Nếu mà cơ bản không tốt thì có nhảy nó cũng không tốt được. Thì mình phải lộn trên không tốt hoặc là cái gì, hoặc là làm tốt thì nó mới xuống nước được tốt, chứ trên không mình không tốt thì xuống nước nó không thể nào tốt được. Nên nói chung là cái phần mở đầu của mình phải tốt thì phần tiếp nước của mình mới tốt được. Một sự kết hợp của tốc độ, sự uyển chuyển của cơ thể đã tạo nên những màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt và gọi những vận động viên nhảy cầu là những người đưa quy tắc vật lý lên tầm nghệ thuật cũng không sai. Vâng, hy vọng rằng với sự chuẩn bị trong thời gian dài cùng với việc được thi đấu trên sân nhà thì các vận động viên nhảy cầu của chúng ta sẽ mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang hy vọng vào môn cầu lông. Đã 20 năm rồi thể thao Việt Nam chưa thể vào tới trận chung kết của môn cầu lông ở một kỳ SEA Games. Năm nay trong một kỳ SEA Games được tổ chức ngay trên sân nhà, chúng ta đang kỳ vọng vào việc sẽ đổi màu huy chương và những sự hy vọng được dồn vào nội dung đơn nữ nơi có sự góp mặt của tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Kiểm chứng phong độ ở hai giải trong nước cộng thêm với một trận ở giải vô địch châu Á giúp tay vợt Thùy Linh hiểu rằng mình đang ở đâu để hoàn thiện cho SEA Games 31. Mình cần phải sửa đổi những gì để đến với SEA Games với một tinh thần là mình đã hoàn thiện gần như là gần hết những gì mà mình còn thiếu. Thách thức của Thùy Linh là các đối thủ tới từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, trong khi thứ hạng của Linh đã bị tụt khá nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chạm trán với những đối thủ mạnh ngay từ vòng đầu. Khi mà hạng của mình tụt thì mình sẽ không được nằm trong top hạt giống nữa. Nhưng mà mình vẫn trên tinh thần là cố gắng thôi, gặp ai cũng sẽ đánh. Bản thân thì các vận động viên thì cũng sẽ có những cái áp lực nhất định. Thì đó là thể thao và cái việc thi đấu thì không thể tránh được. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để cho các vận động viên có một cái tinh thần tốt nhất trước khi vào giải đấu. Và trong quá trình thi đấu sẽ có một cái tâm thế thoải mái nhất. Cố gắng cởi bỏ áp lực để thi đấu, đó sẽ là kim chỉ nam của Thùy Linh tại SEA Games 31. Mục tiêu của em là sẽ cố gắng đổi vào huy chương SEA Games lần này. Em rất là mong muốn rằng là em sẽ có một cái thành công SEA Games tại sân nhà. Còn đối với môn quần vợt thì trong ngày hôm qua, vận động viên Lý Hoàng Nam cùng với các thành viên của đội tuyển quần vợt Nam Quốc gia đã có buổi tập đầu tiên làm quen với cụm sân Hanaka để chuẩn bị cho những ngày tranh tài sắp tới sẽ diễn ra tại đây từ ngày 13 tháng 5.
Huấn luyện viên Trương Quang Vũ cùng 5 vận động viên đội tuyển quần vợt quốc gia đã có một ngày tập luyện hăng say tại sân đấu chính của cụm sân Hanaka, nơi diễn ra các nội dung thi đấu của môn quần vợt tại SEA Games 31. Môn quần vợt của SEA Games năm nay sẽ có 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Nội dung đồng đội sẽ là những bộ huy chương đầu tiên của môn quần vợt tại SEA Games 31. Huấn luyện viên Quang Vũ và các vận động viên của đội tuyển cũng đã có chiến lược và kế hoạch cụ thể cho những cuộc tranh tài tại nội dung này. Hiện nay thì ban huấn luyện có rất nhiều cái dự kiến và những cái kế hoạch là 1, 2, 3 tùy theo từng cái tình huống và từng theo cái bốc thăm cũng như là sự thay đổi vận động viên của đội tuyển sẽ có sự sắp xếp khác nhau để lên từng phương án. Đồng đội thì Nam nghĩ là Việt Nam có cửa tranh chấp được huy chương vàng, vì tuy là các đội rất là đều nhưng mà Việt Nam mình hiện tại thì phong độ của các vận động viên đang, khi mà ngày đầu tiên tập trung ở đây Nam thấy mọi người có cảm giác rất là tốt và rất là tự tin. Thì riêng bản thân Nam cũng vậy, cố gắng thúc đồng đội sự tự tin nhất có thể để có thể chiến đấu với từng đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của Khánh là cùng đồng đội ráng quyết tâm giành huy chương vàng cho đồng đội kỳ này. Thế mạnh của mình là tập trung vào Lý Hoàng Nam và tập trung cái quyết định là cái đôi nam của Khánh và Nam. Nên Khánh và đồng đội ráng quyết tâm giành từng trận thắng cho cái giải đồng đội sắp tới. Với điểm rơi phong độ như hiện tại của các vận động viên, ban huấn luyện đang kỳ vọng nội dung đồng đội nam môn quần vợt tại SEA Games 31 sẽ có cơ hội cạnh tranh huy chương vàng với Thái Lan và Philippines.